Vì số ca mắc sởi gia tăng nhanh tại 19 tỉnh thành phía Nam, nhiều tỉnh thành đã tăng cường bao phủ vaccine nhưng số ca vẫn chưa chững lại. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần nhanh chóng cho trẻ tiêm ngừa vaccine, nhất là những trẻ có bệnh lý nền. Phía sau tôi, như quý vị có thể thấy, thì toàn bộ phần giường của khoa bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai đã dành cho những bệnh nhi mắc bệnh sởi. Số lượng bệnh nhi vẫn đang tiếp tục gia tăng, các y bác sĩ sẽ làm việc hết công suất. Hơn 100 trẻ mắc sởi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai. Hầu hết đều chưa được tiêm ngừa. Không ít trẻ bị biến chứng viêm phổi, phải thở oxy, khiến người nhà không khỏi lo lắng. Tại vì hồi đó không có chích mũi nào cho bé hết á. Nên chỉ là bệnh thì đi chích tư vậy thôi à, chứ không có chích mũi bệnh dịch nào hết á. Nên là thấy bé cứ bệnh là chỉ biết là bé nóng ho sốt thôi, chứ không có biết bị bệnh sởi. Đa số chưa chích ngừa. Và số ca có biến chứng viêm phổi thì gần trên 50%, là thường là nhẹ nhất là viêm hô hấp, nặng hơn nữa là viêm phổi. Và số ca phải thở oxy, thở CPAP là sáng nay khoảng 15 ca là phải thở oxy, thở CPAP. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca mắc sởi đang tăng nhanh tại 19 tỉnh thành phía Nam. Lượng bệnh nhi mắc sởi tại các tỉnh đổ về các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh khiến khoa nhiễm cũng đứng trước áp lực quá tải. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các tỉnh thành cần đẩy nhanh việc tiêm ngừa, rà soát những trẻ trong độ tuổi cần tiêm để tăng miễn dịch cộng đồng. Tiêm chủng thường xuyên đang được đẩy mạnh, là làm sao phải đạt được tất cả trẻ phải được tiêm ngừa thường xuyên. Tiếp theo là hoạt động về rà soát để tiêm bù tiêm vét trong độ tuổi tiêm chủng. Nhân lực hệ thống đầy đủ, hệ thống y tế để mà tổ chức tiêm ngừa cũng đầy đủ. Chính vì vậy cho nên nếu như mà chúng ta nhanh chóng tiêm ngừa và theo dõi sàng lọc những cái em mà có yếu tố nguy cơ thì tôi nghĩ là cái dịch sởi này cũng trong tầm tay khống chế của chúng ta. Hiện các tỉnh thành đang tổ chức chiến dịch tiêm ngừa vaccine sởi cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang hoàn thành việc tiêm ngừa. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tích cực rà soát nhằm tránh bỏ sót trẻ, nhất là trẻ có bệnh nền, để chặn dịch sởi.